Thầy hỗ trợ kìa, cánh kìa. Tiền đạo rồi, chắc con. Mãi luôn, đi đây. Tiền đạo cắm cột kìa. Tiền đạo cắm cột kìa, đều hỗ trợ nhá. Đều hỗ trợ kìa. Đâu? Để hỗ trợ, để hỗ trợ. Nhìn người đây, phải có ai đây?
phải quá. Cút. Cho xa. Các người nhìn người kìa, bỏ đi. Có tình huống nhìn người kìa. Sao sao nhỉ? Khởi động đi. Anh em khởi động đi. Đây. Đã đi đấy, mệt tôi thay. Đeo bón nữa. Không bó đi kìa, rút mẹ chân. Sao sân này được cái chai chói rồi, mấy cái đèn này chói nhìn khó quay thật. Sao? Chói, kiểu mấy cái đèn này phải chói chói. Tắt đèn đi. Vậy hả, tắt đèn đi thì... Tắt đèn đi. Trả tâm trí đây. Trả tâm trí đây. Mèo. Nói tủ anh Hiệp. Tủ Hiệp này. Mình... Tắt đèn đi rồi tủ anh. Mình bắt trước loài mèo kêu nha. Kêu cùng em meo meo meo. Cái này phá kiếm rồi đó. Thịt mẹ nó hằn sâu vậy luôn. Đức vừa đá tí đã ấy chứ. Chân căng quá nhỉ. Chân cứng. Bắn dày rồi. Cũng hợp lý đấy. Chân là có dày rồi. Không đau đau cái ghế ấy nhỉ. Nó đủ ấy. Nó căng chứ. Quyền ơi! Đấy là thay cười chiến thuật đấy! Chính xác, anh em cảm ơn được. Thôi tao ghi âm cho có âm thanh đi. Có máy ghi bằng cái này. À qua đây, ok kìa. À qua nào đi. Có đọc. Ghi âm thanh chỉ có toàn đánh thanh nước thôi. Ừ. Hiệp hát bài mèo kêu cho anh em nghe nào. Tối về lên YouTube. Lên cả về cả. Thì đá thì đúng rồi, phải như thế mà. Này thì làm lại này. Sinh viên
không 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 cũng không biết là sinh viên hay không, nhưng mà ý là nó chỉ bị thay rồi, nó sức mạnh lên. Không, nó chạy vào sau mà nó chạy đưa chân. Nhưng mà nó chạy từ đằng sau vào thì đấy, thấy nó sai, thấy sai rồi. Thằng Văn nó không nhìn thấy, Văn nó đỡ, thằng Văn nhìn thấy thôi, thằng kia đi chủ động. Ý là thằng Văn nó đang đỡ, xong nó đang đấy đà nó sút thì cái chạy từ đằng sau vào cái đấy chân rồi đấy. Vì thằng kia chân chắc cần là lòng lòng lẻo, mới ra đến cái xương. Chọc từ đằng sau vào thì nguy hiểm. Anh Hoàng nên nhớ là mẹ núi cao còn núi cao hơn đấy. Chưa chắc đã là Everest đâu. Phan Thi Phăng à? Bịt mẹ kìa. Đấy lộn, gặp nó một lại đây. Sơ che đi sơ, sơ che đi sơ rồi. Họ xin ra, họ xin ra. Văn văn vào đi, văn vào đi. Văn vào đi để chơi biển dưới. Ui này. Đều sai chưa? Đấy là văn văn vào bê. Văn vào nó chuyển về cũng được mà. Cái gì đấy đâu. Nó chuyển về thì... mắm gì gì không để nó qua đấy chịu rồi, để nó đi một bộ hàng dài không làm gì được thì chết. Ui giời ơi. Cái đội mình đá kiểu gì vậy? Đúng rồi, anh em mình không ngự hơi kém nhỉ? Mất giữa nó bị vào vậy? Giữa bị đuổi sang luôn. Vừa nãy em đã buồn. Hay đấy, ai cái này hay. Đúng rồi, Benzema. Anh em ơi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, anh em vỗ tay. Bình tĩnh, cờ bạc với nhau về cuối. Ừ. Vĩnh không vẫy lồng. Sơn ơi, lao vậy mất chết. Anh bạn chuẩn bị vào cứu anh em thì gì nhỉ?
phát sinh. Chờ tớ. Anh mà rất thích cái thằng này hậu vệ kia lừa. Cái phi ở ngoài đi phân tích đến đủ ra sân rồi. Tiếc cho thằng Nam về bắt tôm. Lên luôn đi, lên luôn đi. Bỏ anh vào đây, anh vào đây. Bỏ anh lửa đúng không? Sao đi bỏ? Tiến về cho Trọng lên đá trụ. Trọng đá trụ thì bằng thế rất dễ đá. Yếu thế nào, yếu không chỗ đi. Hai một, hai một. Hay mà. Đó hay mà. Khỏe. Vậy hả? Vậy hả? Họ là hay, họ bài bản tốt. Hay đấy. Cái làm cái đéo gì? Hay. Sao thằng Vĩnh như mẹ đá với anh em mình nó toàn một mình nó dắt từ nhà xong lên nó sút mà đá đối đéo giờ làm thế nhỉ? Đá đi, đá đi, đá đi, khi nào đá đi, khi nào anh bảo thay thay đá đi đấy đã không không anh có đá chân anh đang đau háng mà dai cao còn chỉ cần 7 cú thôi mất 3 viên pin rồi anh em cứ đá thoải mái ai lồn ít mẹ những thằng tư bản thường hay nói thế lắm bạn ạ. Tôi đang định mua con Sony máy ảnh thì nó mua đi con thế quay nó mới ấy. Rồi. Quay điện thoại cũng được, không cầm cái tripod. Không, tôi làm YouTube mà. Lùi về sớm đấy, lùi về đây. Tôi muốn đầu chạy tư về. Nó. Không đi bộ về về. Nghiêm túc. Đi A 6.7 à? Không không, Z1 cơ. Tao cũng được quyền yếu chứ mày không được quyền yếu. Rồi anh quay nốt đội pin này cho bắt đầu anh thay hết đội hình. Đợi chút. Chưa tăng đồ. Anh Sơn ơi. Quay. Hay đấy. Về, về, về. 4-2 kìa. Quay rồi, 4-2 rồi. 4-2 rồi. Hay quá Sơn ơi. Đá đây, đá đây. Anh hổ, anh hổ kiểu là lời thế rồi đấy. Đá đi em ơi, đá đi. Bây giờ thay kiểu gì vậy nhỉ? Thay thằng Trọng lên. Cho thằng Hoàng ra, cho thằng Trọng là nó chuyển đầu cầm bóng, nó tranh chấp được, nó chuyển được. Mẹ đéo chịu chạy. Chậm thôi, thiếu người anh ơi, chậm thôi thiếu. Thiếu phải kìa. Thôi thoải mái. Bảo rồi cởi mẹ quần ra. Ui. Ấy, thế mà nhìn bạn anh này, ấy, vậy. Bạn anh mới mua đôi giày gần 2 củ bạc.
Puma gì đấy. Ờ, đối với Puma đế hình kiểu ai rồi. Puma thì quay quay thằng Quyến khó quay nó đổi tiền nó cứ lắc gì mẹ mình cứ phải quay camera bên bên kia ấy. Ừ. Xem cháu hết cả mặt. Thằng Thi là như nó đeo vào đầu ra, nó đeo đầu. Đeo đầu có áo ấy luôn là đây rồi. Ui giời. Ui giời ơi, ít thì bạn đấy. Hai anh Vĩnh ơi. Nó sút chỉ vãi đái nó đá với đội họ thì chân cứng đét. Hai quả. Quê đi. Cứ em sao mà đi anh ơi. Hay quá nhỉ. Anh ơi đừng bắt bài anh ơi. Em thấy anh chuẩn bị vô sang trái rồi. Hỗ trợ đi, hỗ trợ đi. Hay rồi. Địt, sao nhở? Dây mới à? Hiệu ứng dây mới à? Khéo nhỉ. Khéo nhỉ, thầy khéo nhỉ. Anh
bịt mẹ che lò heo anh ơi. Ô vào à? Vào đi, vào vào vào. Nát mặt. Anh vào đây. Hỏi hỏi. Từ từ hỏi. Hỏi xem họ có sao không em ơi. Em ơi hỏi hỏi em họ có sao không, sát sát đi. Đá cái quả này chắc là thề là gãy răng thật đấy. Quả này nặng, nó nặng. Lại đi. Nhìn vậy anh chưa? Đi tiền. Skin gọi là. Anh em chia đi. Cầm giữa vụt được, cầm giữa vụt được. Hay quá nhỉ. Hay thế nhỉ, đây rồi. Chết được. Bóng chặt thôi. Hiếu ơi, bán lại tôi đôi giày cái. Đá đi, đá đi. Mày đá tí nữa đi, vừa ghi bàn thôi. Văn, văn. Văn lên trên, văn lên trên. Ghi bàn xong lại chạy ra. Đạo mệt. Nam chuẩn bị lát thay thằng Vĩnh nhá. Hôm nay giày mới, thằng này đá hơi cật nhả. Toàn phi vào tường. Đấy, Tuấn lên giúp vị trí em ơi. Thay từng thằng thay một chứ mẹ thay hết toàn thằng giày mới rồi đéo ai đá em.
Thường thường ghi bàn xong lên đá một lúc nữa bạn ạ, vì là hưng phấn. Không phải nó mệt ấy. Đạo mệt lắm. Bạn đã cắm thì mệt tiếng. Tôi chạy đi. Hai nào? Nhiều thế. Thấy rồi. Ui. Ai đây đi. Cháu ơi. Ui kìa. Làm lại đi, làm lại đi. Sau. Đâu à? Ở đâu? Có đấy lỗi gì đâu. Vẻ giày mới có vẻ hợp duyên ấy nhỉ. Còn ta bóng nhìn bóng rồi cứ nhìn giày. Đau chân à? Đau khởi động. Đấy, địt vẫn cái skill đấy nhỉ. Chưa đâu,
là để biết chữ chân. Chết rồi, tự hình rồi. À, chí được. Chó này đi mẹ đéo. Đi, hành ơi, hành tính ơi. Tuấn kéo lên bóng luôn. Chặn nó. Không. Siêu. Vào. Hay Trọng ơi. Chỗ đấy đây anh Tuấn. Dê để đi. Tốt Tuấn ơi, trên họ đấy. Xin đây. Lên đi. Con có cái gì ở đuôi cơ? Chắc là dính kia ấy, băng dính. Mẹ nhìn cái con cáo. Băng khỏe nhở? Dê bên phải. Hết rau rồi. Lùi giữa này. Bỏ đi, chả bóng họ đi. Bắn lên quần em đằng sau kìa. Thôi. Vậy cái chân đây anh. Bắn đây. Trách nhiệm nha, quay về bắt người này trách nhiệm này. Bắn ba đều nhỉ? Đưa đi anh. Thôi, đây lên cột 2 đây. Ui. Thiếu đáy. Cổ Tuấn. Chậm ơi. Bóng của mình chơi đã. Chia đi, cứ sàng đi. Đá dễ thôi. Hay rồi anh ơi. Bên cánh thôi. Chơi đi anh Đức ơi. Xoay được. Kìa, lấy mắt kìa. Ui, ơi.
khéo nhỉ. Hay quá nhỉ. Mày đi, ui. Văn đi Vinh ơi, hai anh em vào đi. Sơn được cánh đi, sơn được cánh đi. Dạ, đổi cho Quyến đi, Quyến ơi, sang này đây. Xem bên này cho sơn đi. Nói thằng Vinh đá với anh em mày rẽ thằng mày sút nhịp đá đối sút như lồn. Họ đá cũng hay mà. Rẽ mà thằng Trọng đứng mẹ đấy. Rồi đá đẹp rồi. Sút bóng rồi. Nhắn là vào mông Trọng rồi. Thằng nào nó chịch bên này, rẽ thế nào mà chỉ thân chút được. Khéo nhờ. Rồi ăn rồi, ăn rồi. Ui giời ơi, ra đây. Xoay được em ơi, xoay đi em ơi. Đi nhìn cái giày hồng thì buồn cười. Ôi, biết đẹp vốn phải ngắm nữa đó. Hả? Mọi cái đỡ mọi chân. Đó giày vào. Gạc. Cứ kéo luôn nào. Quá nhỏ. Lo thôi. Ui. 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 Ui
Thằng ấy về, thằng ấy về gặp Hiệp. Ôi, thí chết. Chuẩn bị bạn, chuẩn bị vào ghi bàn nữa là hết giờ đóng hòm. Tốt cho em ơi. Mày ra. Hay rồi em ơi. Gôn kìa, gôn nào, gôn nào. Hay nhỉ, nó thấy hay nhỉ. Số 11 với thằng ấy cũng chuyên ra sỏ háng phết đấy. Mấy cầu phối hợp tốt đấy. Còn hai nào sau đôi? Tử Hình! Tử Hình! Thằng Sơn có bóng nhưng mà cứ bảo truyền thôi, đừng bảo nó sút. Hay rồi, đi vào sắp được vào rồi. Nói nhiều lắm. Cái làm sao được anh nhỉ? Cái làm đéo được. Thua, thế thua. Thôi nhưng mà đứt hợp với bất gôn ấy, cho nên nói như kết vậy. Ít ra tao còn phòng thủ được. Mẹ. Thay gôn thì sao ấy, họ thay gôn rồi. Gôn ra kìa. Quá nhỏ anh Hiệp ơi. Đẩy đây, đẩy đây, cứ đẩy đi, cứ đẩy.
này, đây rồi. Khó rồi. Còn đấy, còn rồi. Khó để về. Đây rồi. Ui ơi ơi. Không không phải dài, anh hiểu không, tôi bất ngờ quá. Ốc rau dày, rau dày. Đi khởi động bị thay quyến này. Vào! Từ từ từ, bỏ con kia, con kia. Hay quá nhờ. Đá kìa. Đá về được kìa. Đéo được. Gôn hay, gôn hay. Được. Quả đó nước chơi nó biết cái gì. Em ơi, khép cột vào. Trên phải mà, khép được. Trên phải chân trái nó mà. Tô rồi đây. Mày không chuyền, bật cái quả sơn. Sơn nó cái mà đéo tìm rất tươi này cái. Ua. Giống là anh Văn chửi thằng. Anh Văn vào phần nào thằng nào nhỉ? Không. Hay quá nhỉ. Thằng nào tiền đạo cơ. anh nói không nên lời mà lu một đoạn đi. Thằng Văn à. Mình đứng kia mà mình cười đéo nhiều được. Văn xúc đi, à 3-1 thế sao anh? Thằng Văn nó trườn mẻ ăn đi. Đến anh bằng lúc một đợt nhưng mà để đéo lúc được. Ôi trời, một chân. Ê. Có ý tưởng tốt đấy, ý tưởng tốt đấy. Rồi chưa được bắt bằng được bắt. Thôi, bắt tay em ơi, xem sao không em ơi. Sau một lỗi rồi. Nhưng mà thằng ấy khéo ấy, thằng ấy với thằng 11 khéo. Cái gì? Tao đây mày. Tao vào thân tao hô cho. Tao hô chết luôn. À lộn, tao xoạc chết luôn. Đóng ơi. Chưa đóng được. Chết rồi, tụi hình rồi. Ấy. Ấy, kinh rồi. Ấy. Ngã rồi. Ôi! Tuấn ơi, chia đi Tuấn ơi! Đéo chết cho Sơn! Rồi tự nhiên đi hẹp cốc truyền của Sơn mới. Ấy! Thấy chưa? Quá! Ở đây Sơn ơi! Đây Sơn ơi! Ui ơi! Con này! Chả hay cái lộn! Ôi giời, suýt được. Ê, cái loại bát sọc này đi nhìn đẹp nhỉ. Ý thích mà. Em... Sướng thì không sướng, nó kiểu nó bình bình, như kiểu nó dễ thuần thôi chứ không phải sướng. Sướng thì không sướng hẳn được. Kiểu nó dễ thuần đấy, không cần làm quen lắm. Đôi thằng Nam ngon kìa. Ai trả cho ngon cái trái nhá. Sơn này. Nó làm cái lồn gì vậy? Đéo hiểu. Tạo chân anh ơi. Dê bắt. À mình sẽ được bắt tần số 25 này. Khéo nhỉ. Cho dê đi. Bọn này đá giống cái bọn mà FC Hưng Nghĩa nhỉ. Này này. Giống hôm anh em đá vào Mễ Trì Thượng ấy. Có cái thằng gì đá ở Hưng Nghĩa ấy, đá cũng hay vậy. Họ em sau thì ngá thôi. Ôi giời. Ừ. Tử Hình. Sơn ơi! Thay khỏi Sơn ơi! Nó mớ nó còn nóng đi. Vừa chân phải nhá. Vừa mớm chân luôn.
Vinh cho Vinh Vinh vào. Trọng ơi, cho thằng Hoàng vào đá tí nào. Hoàng đá phải vào mạnh đấy nhá. Lỗi lại ra luôn đi Hoàng nhá. Lỗi lại ra luôn đây. Sáu ba. Hoàng Trương. Vinh mày cứ vào hầm đéo rồi nước toàn bị qua. Tao đó bên này cứ bị qua, tao đứng đi vì qua này mày toàn vào, đừng vào. Toàn xô vào đó làm gì? Nó đỡ ngọt thế còn gì nữa. Có quần áo mấy? Hả? Đừng áp áp vào lấy bóng luôn. Không chơi phải chơi pit lên. Nhưng họ đẩy bóng lung tung lắm qua mày mà. Nhéo qua không? Địt lại mấy quả. Tí về xem video nhá. Hôm nay em chưa có highlight rồi anh ạ. Có highlight sút trượt. Ăn ốm à? Ốm à? Nghe giọng nặng. Đang ở mãi dưới. Cái này. Phất vào đấy chuyền nó hoang kia. Hay rồi. Đây rồi. Ông ghi quả kia là hợp lý rồi. Biến họ em ơi. Họ khéo mà, họ nhiều cá nhân khéo. Nhiều vàng đội ấy nhờ. Thằng Tuấn mặc cái quần vàng nhìn nhìn hưng nghĩa đây. Họ cũng khéo ấy. Thấy người Nam Định không? Đấy, toàn những người khéo. Đặc biệt là thằng Đức kìa. Sáu ba nhỉ? Sáu ba rồi. Trời ơi, không câu giờ nào. Đi rồi. Sơn đi bẹt quả. Hay rồi, đây rồi Hoàng ơi. Hay quá bạn ơi. Sơn. Kéo sút. Ơi cứ nào mày cứ nào mày. Mẹ em mới thằng Nam Định nhá. Mẹ em Nam Định nhá. Anh Huy Phi ra đầu. Hey, xin lỗi. Anh Huy bây giờ Hải Dương liên quan gì? Nhưng mà cứ gọi anh Huy Nam Định Hải Dương. Nam Định, Nam Định. Để em múa. Bắt đầu bánh đậu xanh. Đấy, thấy chưa? Ui. Trời ơi.
Tuấn ơi, mẹ, đá đây ơi, thua đấy. Ăn lùn rồi. Hết pin này anh. Ừ. Hay quá đi. Thằng Hiệp làm cái đéo gì đấy? Bóng họ, bóng họ đấy. Đây, đây, đây.